Bình Dương, công ty nệm mút bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội, cột khói đen bao trùm cả khu dân cư. Ngày 11 tháng 7, vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV NAP đã được lực lượng chức năng khống chế, nhưng một phần nhà xưởng của công ty rộng khoảng 3.000m² bị cháy rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10 giờ cùng ngày, khói bất ngờ bốc lên tại khu nhà xưởng của công ty. Nhiều công nhân có mặt tại đây hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Do nhà xưởng công ty này chứa nhiều chất dễ cháy như nệm, mút nên ngọn lửa lan nhanh rồi bùng phát dữ dội. Cột khói bao trùm toàn bộ công ty, các công nhân có mặt tại công ty nhanh chóng di dời những tài sản có giá trị ra bên ngoài. Các công ty kế bên và người dân ở khu dân cư gần đó cũng nháo nhào di chuyển đồ đạc vì sợ lửa cháy lan. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương và công an thị xã Bến Cát đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản có giá trị bị lửa thiêu rụi.